Dạ, Đinh Lan xin kính chào khán giả xem kênh Lan Đinh và Đinh Lan. Từ sáng tới giờ là vừa mở khai trương, hôm nay là mùng 6 mở khai trương. Và như cái clip hôm trước Đinh Lan thông báo và hôm nay Đinh Lan cũng thông báo là nếu như Trần Thịnh xây dựng và chuyện đời thường, rồi S-Tam TV, Lang Thang Đường Phố, Bánh Mì TV, Thanh Huyền TV, Vlog á. Lần trước tấn công nhà Đinh Lan, căng băng rôn ra là mỗi một kênh được bà Hằng trả 30 triệu đồng. Ngày hôm nay Đinh Lan đã báo cho công an, cơ quan công an rồi. Cho nên tất cả những người đó nếu như ngon thì tới đây để gặp mặt Đinh Lan để mà và giải quyết mọi việc. Đừng đợi Đinh Lan không có nhà rồi mới làm clip ha, rồi nói Đinh Lan cố thủ, Đinh Lan giật nợ. Hôm nay thì Thịnh xây dựng và cái thằng chuyện đời thường có lên làm clip có 18.000 lượt xem ha, nói là Thịnh nó nói là nó đã tìm được cái người nào mà hôm nào đi tới đó nữa. Ủa ngày hôm nay nè Thịnh, sao thằng đàn ông gì mà hèn vậy? Thứ nhất cái tên Thịnh đó, đó là cái người giao tôn bên Trường Thành. Bên Trường Thành nó là một cái đơn vị bán tôn, còn tên Thịnh đó là cái đơn vị thi công. Thì bắt đầu mới tìm dùng cái thằng Thịnh này cho tôi. Thì tôi tới thì nó thằng Thịnh nó tư vấn cho tôi là làm cái vách ngăn của cái căn nhà bên kia, cái miếng đất của nhà bên kia với bên này, thì nếu như làm bằng tôn thì phải tố một lớp bên ngoài này là chống thấm, lớp bên trong này là thạch cao giả để mà che thành bức tường. Như vậy thì nên xây bức tường, đừng có mua tôn. Thế là Thịnh nó chỉ có công kêu cái đám thợ tới để cho tôi làm thôi. Ngày hôm nay sau cái vụ bà Nguyễn Phương Hằng lên, nó vả tiền quá. Thực sự Thịnh nó vả tiền quá, nó bị vợ bỏ, nó phá sản năm ngoái năm nay phá sản, đói thối mồm luôn á. Cho nên liên hệ đi, cái mới nói là tôi nợ tiền công nhân. Ủa tôi nợ tiền công nhân sao công nhân không đòi mà tên Thịnh nó đòi? Mà nếu như đòi có lý tại sao công an phải xử phạt vi phạm hành chính về cái chuyện căng băng rôn vô lý trước nhà tôi? Ngày hôm nay tên Thịnh mà đến nữa thì đủ cái bắt giam tên Thịnh về tội vu khống và làm nhục Đinh Thị Lan này. Nhà tôi ở 140/22 đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Số điện thoại Zalo của tôi 0976863368 và 0931208805. Các kênh YouTuber bưng bô cho bà Nguyễn Phương Hằng, giống như chuyện đời thường, tự hào đội cái bô lên mà tự hào cái bô chính gốc luôn, cái bô dựa luôn á. Xong rồi gắn bên ngoài những cái bông hoa vàng, mai vàng là tự hào là mình đội bô. Đừng, bà Phương Hằng mấy bữa nữa nếu như không lên theo giấy triệu tập của công an tỉnh Bình Dương về việc 6 người bị hại chúng tôi tố cáo đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Phương Hằng, thì lúc đó liệu coi những cái người bưng bô như bọn mày á có còn cái đất mà sống hay không. Ngày hôm nay nếu như thực sự mình là một thằng đàn ông, mình đừng hèn thì mình tới đây. Tôi ở nhà cả ngày tôi đợi và tôi thông báo rộng rãi trên cộng đồng mạng, tại sao không đến? Rồi đợi tôi ngày mai tôi không có ở nhà rồi lại tới làm clip, sao sống mà hèn vậy? Nói thiệt nha, tôi biết fan ủng hộ là dùng theo cái từ bình thường ngoài mạng, nhưng mà tôi, bà Hằng, bà có những người ủng hộ nhưng mà bằng tiền, thậm chí có những người còn ngờ ngạch để mà tin tưởng bà Hằng, vẫn ủng hộ bà Hằng, tưởng ủng hộ cho người giàu. Bà không có tiền đâu mà ủng hộ người giàu, bà nợ mất khả năng chi trả rồi. Cho nên còn tôi có những người yêu quý tôi. Ngày 20 tháng 2 này bà Hằng có ra được Hà Nội không, thì những anh em xã hội ngoài Hà Nội, Thái Nguyên, tất cả những người yêu mến Đinh Lan sẽ đón tiếp bà Hằng tại Hà Nội nếu như bà Hằng ra được ngày Hà Nội ngày 20 tháng 2 này. Thử coi, Đinh Lan không dọa, Đinh Lan không là gì để mà dọa mọi người. Đinh Lan chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, một nách Đinh Lan nuôi những đứa con của Đinh Lan. Đinh Lan hoàn toàn sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Những người yêu mến Đinh Lan, anh em xã hội cũng có, những cái người hưu trí cũng có, đàn bà, phụ nữ, trẻ em, nam giới đều có. Vì tôi hoàn toàn là tôi chỉ là một người lịch sự đứng lên phản biện bằng Nguyễn Phương Hằng, không chửi tục tiểu. Tôi không cần phải là CEO này CEO nọ, một cái người CEO rẻ rách của gái bi ôm ha, gái bi ôm thì không có tư cách để mà lên mạng.